Hello, xin chào các bạn, xin chào mọi người. Rồi bây giờ mình đang mới đi ăn sáng ra, bây giờ đi chạy về. Hôm nay đi hơi ăn sáng hơi trễ, giờ này 9:30 rồi. Ăn sáng có một người bạn khai trương cái quán hủ tiếu Nam Giang ở tốt đường Trần Thị Cờ đó. Nhưng mà kiểu như bạn bè mở quán thì hơi xa tí xíu, nhưng mình cũng cố gắng ủng hộ ăn thì cũng được, cũng hơi xa nhưng mà thì mà khai trương thì mình ủng hộ như vậy. Sau này thì lúc nào mà tiện đường đi ngang hay này kia đó thì hay lâu lâu ghé ăn ủng hộ rồi tám này kia rồi về là vậy là được rồi, chứ đâu có tiện đường mình đâu. Từ Túc quận 3 mà chạy bọc ra tới đường Trần Thị Cờ quận 12 đúng rồi, là đường Lê Văn Khương chạy vô đó. Nói chung là có nhiều người nghe đường Trần Thị Cờ thì là nghe nó lạ, nhưng mà thật ra ở dưới Hóc Môn đồ này kia đó, mấy cái đường lạ lắm á. Đường nào Trần Thị Cờ, Lê Thị Búc, giống như bây giờ mình đang đi về nè, là đường gì ta, Nguyễn Thị Búc đúng không, nghe tên nó rất là lạ. Còn những cái tên là rất là lạ là Nguyễn Thị Bé, rồi nói chung là tên nó rất là lạ, mình cũng không hiểu. Hồi đó học lịch sử thì cũng không có nghe mấy vị này, nhưng mà mình nghĩ chắc là mấy anh hùng ở cái khu vực Hóc Môn này nè thì chắc là đoán chắc là cũng như là du kích hay gì đó thì mới lạ vậy, nên là chắc chắn là mọi người chắc nghe lạ. Để coi đường này, coi đường lạ không à, mà đường lớn không á, đường lớn mà tên là Nguyễn Thị Búc, Trần Thị Cờ, rồi cái gì nữa nhiều lắm. Để mình đi coi những cái đường mà đường này là đi thẳng ra là đường Nguyễn Anh Thủ nha. Đường Thủ là đường lớn này, rồi nhiều người biết. Nhưng mà đường mà có cái đường gì nữa ta, Nguyễn Thị Sóc nữa nha, đặt tên là Nguyễn Thị Sóc đó. Mình mới ăn xong, nhưng mà ăn xong thì cũng nhớ tới bé Lulu ở nhà, rồi mình cũng mang về cho bé nè. Đó cũng như mình ăn mình nhớ tới bé đó. Ở đây là hủ tiếu Nam Giang, còn ý nước với xương với lại ấy này kia, mình nhớ tới bé thì mình xin cái bọc á, cái mình mang về là coi như là bé cũng được ăn sáng. Đó, vậy thôi, là cũng là nghĩ tới bé là bé cũng được ăn sáng, không thôi là đói tới như mình nói á mấy clip trước là ở nhà bé hả ăn, nói chung là bên bà chủ này kia là cứ khi nào mà có cơm dư hay này kia mới cho ăn, nhiều khi đói lắm, đói tới trưa luôn, nằm chèo queo luôn mà thấy hai mẹ con rồi thằng cha nữa, nhiều khi hả chưa đến á thấy bé Lulu với hai cha mẹ nó nằm bụng đói meo luôn, thấy tội dữ lắm. Đó, nên là mình ăn uống hay mình đi đâu mà mọi người luôn á, mà nhà có nuôi chó mèo thì nó ăn ít hơn chó. Mèo nhiều khi nó kiếm ăn được, còn chó, nhất là mấy chó này nó bị nhốt trong cái khung đó là nó đâu có gì đâu nó ăn, nên nó đói. Cũng như mình sáng mà không ăn sáng thì mình cũng phải đói dài cả đêm. Nếu mà mình nhớ, mình thương nó thì mình nghĩ về nó, thì mấy cái dư hay này kia đó, hay là ở nhà mình ăn nhiều khi là đồ còn dư, hay là đồ mà nó cũ mà không phải là hư luôn, mà do với cũ mà mình ấy này kia, mình nhớ tới nó thì mình mang theo hâm cho nó ăn là cũng ok rồi. Thì mỗi lần mà mình thấy nó đói vậy đó mà mình về mình cho nó ăn thì mình cũng cảm thấy thích thì mới làm được đúng không, cũng thương nữa. Bé Lulu bây giờ hôm qua có quay một clip bé Lulu á, là đã lớn rồi, nó lớn nha các bạn, nhưng mà cái mặt của nó y như một đứa con nít, nó như đứa con nít vậy á. Nó nhìn rồi nó, mình tới nó nhìn rồi nó mừng, rồi lưỡi nó lè ra dễ cưng lắm. Nhưng mà cái các bạn nhìn á thì
giữa mặt của mẹ nó, ba mẹ nó với nó thì rõ ràng là nhìn như đứa con nít vậy á. Nó là đứa con nít mà, nên là nó vẫn là vô tư. Một đứa con nít vô tư mà bị xiềng xích, bị nhốt lại thì thấy rất là tội. Nít nó đâu có suy nghĩ, nó đâu có ý thức giống như là người lớn đâu. Người lớn nhiều khi nó còn giống như con mẹ nó nghĩ nó là phải dậy rồi, xích lại rồi, đi ra chạy lung tung này kia. Nhưng mà thấy hai cha mẹ nó cũng ngoan lắm, chỉ chạy nhảy này kia. Nếu mà mình thì mình không có xích, hoặc là xích cũng nhớ tới nó tới chiều hay này kia, mở cho nó chạy chơi này kia. Cái khuôn viên chỗ mà hai cha mẹ có bé Lulu với bé Lulu nó rộng mà có bờ rào này kia đó, đâu có sợ bé chạy ra ngoài đâu mà sợ bị ăn cắp, hoặc bị bắt đâu, đúng không ạ? Đó, nên là mấy cha mẹ mà buổi chiều mà được mở ra buổi tối á, trời mừng dữ lắm, chạy đi. Cái hai con cha và con mẹ đó nghe, là hai anh em á mà ở đó. Rồi ơi, nữa rồi. Thôi, cái này nó bị xúc ra nha các bạn, xúc ra. Rồi, nó bị dằn dằn cái nó bị xúc. Mà cái máy quay này á, mình không hiểu tao sao cái nhà sản xuất á, lúc mà chụp ảnh á thì mình selfie đồ này kia là được, nhưng mà khi mà quay mình selfie cũng không được. Thế mà selfie được, mình quay cái mặt của mình á, ăn no rồi ăn uống cà phê này kia nhìn đã lắm kìa. Nhưng mà lúc mà chuyên quay selfie mà có một mình, không có nhờ mấy em nó quay á, thì kiểu như là mặt cũng thấy, mình thấy cũng quải. Nhưng mà trời, thời điểm này là nhìn ok lắm nghe, tươi rồi, như là ăn được uống rồi kia đó. Rồi bây giờ là mình đã đi tới đây. Đây là có một con đường nữa, mình quẹo cái đường này coi đường này tên gì nha. Coi các bạn có thấy đường này tên lạ không nha. Đường tên lạ không à. Đường này là chạy vô là chạy đi ngang cho chợ Bắp. Nhiều người cũng biết ngay chỉ chợ Bắp là ngã Ba Bầu á. Có chợ Bắp là chỗ này, đường này chuyên bán bắp. Bán bắp cả thành phố luôn á. Bắp ở trên Tiền Giang đồ này kia, người ta xuống đây nè. Đây mình coi cái đường này là đường nào nha. Đường này tên là gì? À, Bùi Văn Ngữ. Ừ, Bùi Văn Ngữ này thấy cũng quen quen à. Không biết mấy bạn học lịch sử này kia có biết không. Mình thì thấy nó lạ, nhiều đường lạ lắm. Đó, đường này đi thẳng tới góc kia là tới chợ Bắp. Đó, thôi để mình ngưng tí xíu đi. Ngưng tí xíu và tới gần nhà mình sẽ quay nữa nha.